ngày 25 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang xác minh, điều tra, truy xét vụ nhóm người đi trên hai ô tô chặn ô tô khác trên cao tốc đánh người. Nạn nhân được xác định là anh NHT, 29 tuổi, ngụ quận Tân Bình. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu công an đã xác định được những người đánh anh T bị thương, nhập viện. Chúng tôi đang tiến hành mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ vụ việc, nguồn tin nói. Theo anh T, chiều ngày 24 tháng 8, anh chạy ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, hướng tỉnh Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe anh đang chạy trên cao tốc, gần đến điểm rẽ vào nút giao để ra vòng song Phú Hữu thì bất ngờ bị ô tô 7 chỗ và một ô tô 16 chỗ cùng biển số thành phố Hồ Chí Minh chặn đầu xe. Lúc này, anh T bước xuống xe thì có 3 người trên 2 ô tô này lao tới dùng cây sắt, điều cày đánh anh T tới tấp vào đầu, tay, khiến anh gục xuống đường. Thấy vậy, một số người đi ô tô khác xuống can ngăn, nhóm này mới dừng tay. Nhóm người này lên xe bỏ đi, còn anh T được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Toàn bộ vụ việc đã được camera trên cao tốc ghi lại.